bé gái bất ngờ chạy cắt ngang sang đường, ô tô không kịp phanh tông trúng. Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn khiến người xem thót tim. Cảnh báo người lớn phải đặc biệt chú ý khi còn trẻ chơi đùa gần đường. Diễn biến vụ tai nạn giao thông được camera hành trình của ô tô ghi lại. Hiện chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc. Thời điểm này, tài xế ô tô đang phóng tốc độ cao trên đường quốc lộ thì bất ngờ bên trái đường bé gái chạy cắt ngang qua đường. Do không phản xạ kịp, ô tô đã xảy ra va chạm với bé gái. Sau tai nạn, nạn nhân đã được đưa kiểm tra y tế tại bệnh viện. Theo chủ nhân đăng tải clip cho hay, rất may cháu bé chỉ bị thương nhẹ, do bị đau và sợ hãi, bé gái gào khóc nức nở tại hiện trường. Tình huống trên cũng là lời khuyến cáo với các bậc phụ huynh và người lớn phải đặc biệt chú ý trông nom con em của mình, đặc biệt là các gia đình gần đường quốc lộ.